Hello hello, lại là một vlog mới đây. Trong tháng 7 vừa rồi thì mình đi khá là nhiều nơi và điểm đến cuối cùng của tháng chính là Hải Phòng. Bọn mình đi vào đúng đợt có bão nên khá là lo. Đây là lần đầu tiên đi du lịch bằng tàu của mình và có một chút bỡ ngỡ. Sau khoảng hơn 2 tiếng thì bọn mình đã đến Hải Phòng rồi. Lúc tàu chạy thì có khá là nhiều đoạn sóc và khi xuống tàu thì đứa nào cũng uể oải. Siêu đông, siêu đông. Bọn mình bắt xe về chỗ ở khá gian nan bởi vì là ở đây không có nhiều xe như ở Hà Nội. Check-in cũng khá nhanh và bọn mình thuê xe máy của Mary House luôn. Căn hộ bọn mình thuê thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm và phòng khách thì liền với bếp. Không gian ở đây thì ấm cúng, yên tĩnh và rất sạch sẽ. Cả 2 phòng ngủ thì đều có view ban công hướng ra công viên. Phòng ngủ to hơn thì có một cái tivi siêu to và có tủ quần áo siêu rộng. Sau khi nhận xe xong và đổ xăng thì bọn mình bắt đầu di chuyển ra chợ Cát Bi lúc gần 8 giờ. Vì xem review không kỹ nên khi mà đến nơi thì bọn mình mới biết là chợ Cát Bi không còn bán gì cả. May mắn là được một chị bán hàng giới thiệu cho quán bánh đa cua gần đó nên bọn mình đã vào ăn thử. Bánh đa cua thì khá giống bánh đa trộn ở căng tin trường mình. Bánh đa cua ở đây thì chỉ có giá 30.000 thôi nên khi mà trả tiền thì bọn mình đều rất là ngạc nhiên. Ăn xong thì cũng hơn 9 giờ rồi nên bọn mình đã ra chỗ chị bán hàng hồi nãy để ăn tráng miệng. Chị ấy siêu cute và nhiệt tình đã để lại cho bọn mình ấn tượng tốt về người Hải Phòng. Cảm giác mình đi trong Sài Gòn thế nhở? Gì đấy chứ, chúng ta đây. Cảm giác mình đang đi trong Hồ Chí Minh á. Cái này phải bật đèn lên nữa. Ở Hải Phòng cũng có dịch vụ cho thuê xe đạp giống Hồ Chí Minh, rất tiện cho những người nào không có phương tiện di chuyển. Về thì bọn mình ghé vừa một quán mua trà dừa dầm và ăn thử. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi du lịch theo kiểu hơi nghỉ dưỡng một chút. Sáng ngày thứ hai ở Hải Phòng thì bọn mình ăn bánh mì que. Vì không mở được lò vi sóng của căn hộ nên mình đánh áp chảo cho nóng. Lịch trình ngày hôm nay thì cả ngày bọn mình sẽ đi cắt bà. Bọn mình đến phà lúc gần 9 giờ, mua vé ở phà bằng tiền mặt chứ không cho chuyển khoản đâu nha. Mọi người nên đi cắt bà vào ngày thứ hoặc nếu mà không muốn đợi lâu thì nhớ đi chuyển sớm nhé. Thời tiết ở Hải Phòng thì cũng nắng nóng như ở Hà Nội nên nếu mà đi đường dài thì mọi người nhớ chống nắng thật kỹ. Thì chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút thôi, nhưng mà cần phải di chuyển tầm khoảng 30 cây nữa thì mới đến trung tâm cắt bà. Wow, giống như là đang đi Hà Giang.
mình quyết định là đi vườn quốc gia Cát Bà trước và sau đó thì về trung tâm Cát Bà ăn trưa sau. Từ trung tâm Cát Bà đến vườn quốc gia thì cũng khoảng hơn 14 cây nên mình khuyên những ai mà có lịch trình thời gian ít ỏi thì nên cân nhắc nhé. Bọn mình gửi xe bên tay trái của ông và nhờ ông trông đồ luôn. Nghe nghe nói đây, tôi được vào xem vào. Cát Bà. Vâng ạ. Vườn quốc gia Cát Bà màu xanh này. Mình đã đăng điểm đỏ mình ở đây. Chứ còn tới đây vào đây chơi không lý xuống hang Phương Trang bên tây. Một hang đấy. Nhưng xong đi tiếp cũng Cát Bà. Đến trung tâm Bà này 2 đường 3 cây. Ra cái bến tàu đến đèo này nó có tàu xe tàu cho khách đi tham quan Cát Bà. Đi 2 tiếng đi nửa ngày đi một ngày xuống cái xe tàu ở cái bến đèo này. Nó có cái trung tâm dịch vụ bán vé cho khách. Con hỏi được chưa ạ? Ừ. Các, nếu mà con muốn đi Cát Bà thì không biết là con sẽ phải đến Cát Bà đấy. Xong rồi bãi Cát Bà là xuống trung tâm Cát Bà là bến tàu đi Vịnh này. Cát Bà 1, Cát Bà 2, Cát Bà 3, tất cả bãi tắm ở trung tâm Cát Bà phố phường. Khách sạn, nhà hàng xanh đỏ, trắng, tim vàng, các thứ ở đấy. Đi đường nào? Em tưởng đi đường nhỏ nhỏ này. I went a short way. Yeah, and I went a short way and then I came down and my group was gone to the top. À, có cái hồ kìa. Cái hồ này mình đứng đó đó. Ngoài cái hồ đó chả còn gì. Có hướng nội nha. Này tao hướng nội, tao đi. Chó Cát Bà hướng nội nè. Chưa bao giờ em gặp con chó nó ngại ngùng như này. Cái của nó giống con chó Hùng Phúc cũng là kỳ cực. Đừng thở nữa, biết nóng rồi. Chào cậu nè. Vé Cát Bà thì có bao gồm vé vào động Trung Trang và được ông và bà review là ở động Trung Trang khá là đẹp nên bọn mình quyết định cũng đi luôn. Bên trong động thì cực kỳ mát, tuy nhiên thì bọn mình đi vào ngày thứ nên là không có nhiều người. Động cũng có nhiều chỗ hẹp và trơn nên là mọi người lại phải chú ý nhé. Cái hang này nó rộng bao nhiêu? Bao nhiêu? Ôi trời ơi, cái toàn chuối này. Bọc nha. Gần 1 giờ chiều thì bọn mình lại xuất phát trở về trung tâm Cát Bà. Đi nửa ngày mệt rồi nên cả bọn mình tìm vừa một quán nào đó để ăn cho đỡ đói. Oh me, that is gold free. I wanna touch everything. 2 giờ chiều thì bọn mình bắt đầu ra bãi Cát Cò 1 để chụp ảnh. Nhưng mà mình thấy ở đây mọi người ra tắm biển khá sớm. I wanna touch everyone. Mình khá ít khi đi biển, mình cảm thấy mình lên núi khập hơn. Nước biển ở Cát Bà thì khá xanh nhưng mà bãi tắm thì lại rất nhỏ và chia thành nhiều bãi. Thank you.
Vì mỗi người có sở thích khác nhau nên bọn mình đã chia thành hai nhóm, Thủy và mình thì đi Đồ Sơn. Trộm vía là trời sau khi mưa to thì trời lại quang lại nên bọn mình đã ra ngoài biển chơi. Bọn mình tìm được quán Cậu Đành có 12 cơ sở và bún ở đây cũng khá ngon. Ăn xong và nghỉ ngơi khoảng 1 rưỡi thì bọn mình đã ra bảo tàng và nhà hát lớn để check in. Bọn mình được giới thiệu tiệm bánh mì que ông Quang và mua một chút về làm quà. Ngồi chờ giờ ra ga khá Vincom để lượt vài vòng. Vincom khu mình ở thì cũng có nhiều gian chưa được mở. Chờ đến khoảng 5 rưỡi thì bọn mình bắt xe ra ga. Thời gian đi hơi ngắn nên nếu có dịp lần sau thì mình sẽ quay trở lại Hải Phòng nha.